Kinh Thanh Nhà Đẹp xin kính chào quý vị và các bạn là tiếp tục chương trình tìm kiếm những mẫu nhà đẹp. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà ống đang trong cái phần thô. Đấy, các bạn quan sát này. Cái diện tích của mẫu nhà này thì là chiều mặt tiền là 5m8, chiều sâu của mẫu nhà này là 10m rưỡi. Đấy, xin mời các bạn vào trong nhà tham quan cái mẫu nhà ống này. Đấy, trước mặt các bạn đang quan sát thì đây là hệ thống sân trước. Đấy, cái phần hiên được chìa ra là 1m2 nhé các bạn nhé, hiên nhà kìa, được gia chủ bố trí hai cột, hai cột vuông và hai cột tròn. Đấy, các bạn quan sát này. Đấy, diện tích là chiều mặt là 5m8. Bạn là quan sát cái hệ thống cửa này, gia chủ bố trí là hai cửa, một cửa chính và một cửa phụ. Khi mà có khách thì chúng ta mở hai cửa ra, còn là khi không có khách thì chúng ta sẽ mở cái cửa phụ này ra. Đó, cái hệ thống cột này và hiên thì được bố trí là 1m8, chiều ngang là 1m8 này. Đó, khi mà bước vào trong căn nhà thì chúng ta sẽ đi qua ba bậc tam cấp đi lên. Đi vào trong nhà thì chúng ta thấy ngay một cái phòng khách và diện tích cầu thang, ngăn cầu thang này. Tổng cái diện tích phòng khách và cầu thang là rơi vào 36m2 các bạn nhé. Đấy, và quan sát này, chiều ngang của cái cầu thang kia là 1m1 nhé, mặt cái cầu thang đó. Còn diện tích cái cầu thang kia, tổng cái diện tích cầu thang này là 2m2. Đấy, tổng diện tích cầu thang và phòng khách là 36m2 nhé, các bạn quan sát trên màn hình nhé. Đấy, ở tầng 1 thì gia chủ bố trí là một phòng khách và một phòng ăn kết hợp với nhà vệ sinh bên trong cùng. Phòng ngủ thì được bố trí trên tầng 2. Đấy, công năng sử dụng bên dưới thì nó đơn giản thôi. Gia chủ không bố trí cái phòng ngủ ở tầng 1. Đây, trong bên trong này là khu vệ sinh và khu nhà ăn. Đấy, bạn đang quan sát cái hệ thống phòng bếp. Đó, đây là khu nhà vệ sinh. Bên khu phòng ăn này thì chúng ta kết hợp mà có một cái ô cửa sổ to tạo ánh sáng cho cái khu ngăn nấu ăn này. Cái hành lang này thì gia chủ bố trí cái cột này, có cái họa tiết văn hoa này. Đấy, các bạn quan sát này có thể tham khảo về thiết kế cho cái mẫu nhà của mình. Đây, các bạn đang quan sát cái hệ thống cầu thang. Đá này là đá 321m nhé các bạn nhé. Cầu thang thì được bố trí là một nhịp chiếu nhỉ to thôi. Đấy, cầu thang vuông. Khi mà các bạn lên trên tầng 2 quan sát. Đây, đây là một ô cửa thoáng này. Đó, cửa thoáng này.
Đấy, sáng cho cầu thang này. Đây các bạn quan sát cái phần sân, cửa, đóng phòng khách. Đó, cầu thang đi lên. Này thì người cao thì chạm đầu rồi. Bây giờ chúng ta đi sang cái phần bên tay phải trước nhé, khám phá cái phần bên tay phải trước nhé. Đấy, khám phá phần bên tay phải trước này. Đây là một cái phòng bên trên, cái phòng khách đây. Phòng bên trên phòng khách được kết hợp là hai ô cửa sổ rất to và một ô cửa sổ ra hiên. Được bố trí là có nhà vệ sinh bên trên phòng này luôn. Đấy, nhà vệ sinh chung luôn. Đấy, các bạn quan sát hai ô cửa sổ rất to. Đó, đây và đây là nhà vệ sinh đây. Đó. Bên trên này thì lại có một cái ngăn chứa đồ. Sàn này. Trên này, bên trên này là có hai phòng vệ sinh nhé các bạn nhé. Đấy, mời các bạn ra cái phần hiên nhà. Cái phần hiên nhà đây. Đấy, rất rộng. Đấy, mái rủ này. Mái thái chữ A đây. Các bạn quan sát một lần nữa cái phần hiên nhà đây. Thôi, xin mời các bạn đi xuống cái phần bên trong cái phòng ngủ tiếp theo. Đấy, mời các bạn quan sát cái hệ thống phòng ngủ này. Phòng ngủ này là cũng có nhà vệ sinh riêng nhá các bạn nhá. Cũng có nhà vệ sinh riêng cho cái căn phòng này. Đó, nhà các bạn quan sát cái chỗ này nhá. Đây, cái chỗ này được bố trí là hai nhà vệ sinh tách ra làm đôi, thêm đôi cho hai căn phòng. Đó, các bạn quan sát này. Đó. Đó, phòng này diện tích khoảng 10m2 phân sinh thôi. Đấy, được kết hợp nhà vệ sinh riêng ở đây cho căn phòng của mình. Đấy, phòng này thì 10m2, được bố trí là một ô cửa sổ để mà các bạn quan sát. Các bạn xem kênh, xem video hữu ích thì cho mình xin một lượt like nhé, kêu gọi một tí thôi. Mình cập nhật thì xem các bạn xem đến 90% là xem không thôi, có chưa thấy ủng hộ cho mình. Đây là hôm nay mình kêu gọi ủng hộ cho mình một chút để lấy cái động lực để làm những cái video tiếp theo. Chứ quay nhà nhiều khi là rất là khó tìm những cái mẫu. Đôi khi nhìn những cái mẫu rất là đẹp nhưng mà gia chủ không cho quay. Đó. Đây là những cái khó khăn của những người làm về cái chủ đề nhà như mình. Đấy, rất mong được sự cổ động của các bác, ủng hộ của các bác. Đấy, mẫu nhà này thì có cái mặt tiền rất là rộng rãi, không bị che chắn gì, đứng trước hồ. Đấy, các bạn đi bên đảo thì thấy kia là ông Thánh. Đó, kia là ông Thánh. Còn đây là nhà thờ đây. Đó. Ôi, mình xin dừng clip ở đây. Các bạn nhớ ấn like ủng hộ mình tí nha. Xin chào và hẹn gặp lại.